Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phản ứng của ca sĩ Phạm Thanh Thảo khi phát hiện con trai hút thuốc. Bài đăng của ca sĩ Phạm Thanh Thảo mới đây đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Phạm Thanh Thảo là một trong những nữ ca sĩ được yêu thích, nổi tiếng với loạt hit như Chữ Hiếu Chữ Tình, Đến Sau Một Người. Năm 2015, Phạm Thanh Thảo kết hôn cùng ông xã doanh nhân, sau đó cùng chồng sang Mỹ định cư. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và hai nhóc tỳ. Trên trang cá nhân, Phạm Thanh Thảo thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, cách nuôi dạy con. Phạm Thanh Thảo sang Mỹ định cư cùng ông xã sau lễ cưới. Mới đây nhất, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã chia sẻ câu chuyện liên quan đến cậu con trai, khiến khán giả không khỏi thán phục. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cô và các thành viên trong gia đình rất ham vui, thích bạn đến chơi nhà và xem đó như một niềm vinh dự. Tổ ấm nhỏ của ca sĩ Phạm Thanh Thảo. Phạm Thanh Thảo chia sẻ, bạn đến chơi nhà là cả một niềm vinh dự. Biết các anh nhậu vô buồn miệng, thích hút thuốc. Tôi đã nhờ chồng tôi mua thuốc về để sẵn ở ngoài sân cùng với đồ bật lửa. Mua luôn hai cái cây gạt tàn thuốc to, cao bằng thằng con tôi. Vì sợ các anh đứng hút chung mà có một cái gạt thôi thì không đủ. Vậy mà sáng ra chở con tôi đi học thì đã thấy nó đang ngậm một tàn thuốc lá trên miệng và đang hút hút vào vì nó ra ngoài trước tôi. Hết cả hồn, chỉ kịp la lên rồi tát cho nó nhớ để lần sau không dám nữa. Bài đăng thể hiện sự bức xúc của ca sĩ Phạm Thanh Thảo. Bên cạnh bắt gặp hình ảnh con ngậm tàn thuốc, Phạm Thanh Thảo còn than trời khi thuốc bị quăng bừa bãi ở khu vực xung quanh nhà. Nhìn vô vườn hoa nhỏ trước nhà đang đâm trồi thì ôi thôi là tàn thuốc trắng héo, có điếu đã hút hết, có điếu mới chỉ dừng vài hơi đã quăng. Tôi biết có những ai hút và tôi cũng biết ai đã quăng tàn thuốc vào đầy vườn hoa nhỏ và trước nhà của tôi luôn vì camera thấy hết. Lần sau nếu tôi vẫn tiếp tục thấy, tôi sẽ lên công khai lần thứ hai và gắn tên hết tất cả các anh đẹp trai vào, Phạm Thanh Thảo bức xúc cho biết. Con trai Phạm Thanh Thảo. Có thể thấy nỗi bức xúc của ca sĩ Phạm Thanh Thảo là hoàn toàn dễ hiểu. Bên cạnh đó, cô cũng đính chính rằng không tát con mà chỉ là bức xúc nên giật thuốc ra khỏi miệng con. Thật ra cũng không phải tát mà là giật ra từ miệng nó thôi, mà khúc đó bực ghê luôn. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo giải thích việc tát con vì hút thuốc. Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả cũng để lại những bình luận động viên Phạm Thanh Thảo trước tình huống mà cô gặp phải. Trời thiệt tình, đúng kiểu mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn hả chị? Hời ơi, mấy chú sướng mồm làm cho cháu bị vậy, thương viên kim cương của mẹ thỏ. Chị ơi, cẩn thận, nhà em bị cháy cũng vì hút thuốc và tàn thuốc bay vô nhà đó. Em ghét ai hút thuốc, đặc biệt gần trẻ con. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.